Vâng. Hôm nay là đi xin gạo để bà con coi như là băng thưởng băng cả bang được sự tài trợ của cửa hàng ASEAN bông đu đủ đấy, tiệm ở Hau Văn Húp nhé cả bà con nhé, tài trợ cùng chương trình bánh ngọt mai hoa. Còn đây là kho thôi, đây là tổng kho. Về sau mà ai ở đây ổn định rồi, còn nếu mà muốn mua đồ châu Á thì qua bên ASEAN mà ở ngoài Hau Văn Húp. Rất là to nha bà con nhé. Hôm nay là đi ra cái vùng Bayern là nhiều. Một xe đầy. Năm bao gạo, hai thùng bún khô, hai thùng phở, một thùng nước mắm, một thùng gia vị, một thùng đũa. Này bà con là tha hồ thoải mái tiếp nước thực về cho bà con nhá. Tommy bê cho mẹ. Đấy, sau một ngày làm việc là vợ chồng tôi lại tiếp tục làm công tác cứu vãn, đi xin đồ tiếp tế lương thực cho bà con. Đấy. Đây là gạo do cửa hàng ASEAN Mart Bông Đu Đủ tiệm bán lẻ ở cửa hàng Hau Văn Húp đấy tặng bà con. Đấy là chúng tôi sẽ về để phân chia theo những người đăng ký và chúng tôi gửi bưu điện về. Đấy. Vậy là thay mặt bà con từ Ukraine sang thì có lời cảm ơn đến bà chủ, ông bà chủ nhá. Cảm ơn ông bà chủ. Rồi, hôm nay chị Mai Hoa bắt đầu chia đồ để gửi bưu điện đến các nhà xin trợ giúp. Chúng tôi đóng nhỏ thành từng kiện nhỏ gửi đi. Đồ là gồm có nồi cơm điện này. Đó. Nước mắm này. Bột ngọt này, bún, phở, mì tôm, máy sấy tóc và cái đồ quần áo và những cái đồ thiết yếu như nước gội đầu, nước tắm. Đó. Có những nhà xin cả bát đũa, quần áo, vali,
Tùy theo cái đặt hàng của từng nhà mà chúng tôi có những cái làm riêng. Máy sấy tóc này là được em Ken Nguyễn tài trợ. Em Ken Nguyễn cảm ơn rất nhiều. Một ít mì tôm. Nước mắm chưa? Nước mắm. Bác này sẽ nhận nhận gia vị, không nhận nước mắm. Cho gia vị. Ai vì mình có cả gia vị lẫn mắm nhưng mà rất là đông bà con nên là phải chia ra. À lấy cái mì xào này này. Ok. Mì xào này là của chị Vi này. Và các anh chị em châu Á gốc cùng. Mì này ngâm ra xào rất là ngon này. Mình hết túi rồi, đã chắc chia thành từng túi nhỏ không? Mình bận đi làm quá nên là chưa có thời gian để đi mua. Đấy, một chai nước mắm nó không thể thiếu được cái bếp Việt phải không? Đấy. Ok. Quần áo. Quần áo mình sẽ soạn để lên trên để chèn những cái đồ này lại. Đủ chưa ta? Bây giờ là chèn quần áo lên trên nữa là thùng hàng đầy đủ sẽ được gửi đi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị quần áo nữa. Nhà bác này là xin quần áo nam cỡ M. Đầy đủ quần áo. Những cái áo khoác này mấy hôm nữa mặc thì rất là phù hợp này. Tại vì là trời, thời tiết nó cũng dần dần chuyển sang ấm áp hơn. Cho nên những cái áo khoác dày sẽ không dùng đến nữa. Mà những cái áo khoác này là phù hợp nhất. Mình sẽ chèn quần áo vào. Mình sẽ chèn quần áo khi mà mình dùng bưu điện á. Thì sẽ không có bị xê dịch và sẽ không bị vỡ những cái đồ ở trong. Thùng hàng.
gói và gửi đi. Gọi là có tí chút quà gửi động viên các anh chị em trong thời gian đầu. Cái quan trọng nhất là cái nồi cơm điện là cái là vật dụng không thể thiếu được trong mỗi gia đình Việt Nam chúng ta. Nước mắm, gạo, muối, gia vị. Đấy, những cái bát đũa và những cái vật dụng cần thiết nhất để chúng tôi cố gắng là thu xếp đảm bảo cái thời gian ban đầu thì phục vụ các gia đình được chu đáo. Nhà chị này là đã có nồi cơm điện này. Chị nhắn tin cho mình xin máy sấy tóc và đồ ăn thôi. Thì mình sẽ lại chuẩn bị rất giống như vậy, nhưng mà chỉ tội là sẽ không có nồi cơm điện. Có máy sấy tóc và gạo, bún, phở, nước mắm, mì chính, những cái đồ khô cần thiết mì để gửi đi cho chị. Của em Kem Nguyễn ạ. Của chị Lan Anh. Bông đu đủ ASEAN, bông đu đủ ASEAN City. Dạ, khi bà con đã ổn định rồi thì có thể tìm thấy tất cả nhu yếu phẩm cần thiết của người châu Á tại Hau Ban Hốc. Có một cái cửa hàng châu Á rất là to luôn, ở đó bán đầy đủ mọi thứ và rất là tiện tàu xe, vì bà con chỉ đến thẳng đi U-Ban, S-Ban đều đến thẳng Hau Ban Hốc. Chúng mình có thể đến đó để mua đồ ủng hộ cho chị. Bánh phở nè, gạo nè, cho thêm ít mì tôm vào nữa. Dạ. Đây là bánh đa cua của em. Facebook là rau câu dừa gửi tặng mọi người. Ăn bánh đa cua cho nhớ hương vị quê hương ha. Bây giờ mình sẽ đóng gạo cho chị. Hết túi rồi, đành đóng những cái túi nhỏ này vậy nha. Chắc là 5 túi nhỏ thì sẽ được 5 cân. Công tác hậu cần này cũng rất là quan trọng đấy, trong cái đội chúng tôi do chị Mai Hoa đảm nhận. Chúng tôi đội bây giờ là bang chủ cái bang ở Nguyên Trên. Chúng tôi chia nhau mỗi người một việc. Yeah. Người thì ban tư vấn do Ái Niên phụ trách, ban giúp đỡ bà con dịch thuật các cái do tài em liệu Hoa Mai. Em Hoa Mai, bạn Công Thành Phạm đó. Anh Khởi nè, đấy. Bạn Thông nè, nhiều lắm luôn. Bạn Thông ban giao thông và trợ lý riêng của anh Việt Anh. Rồi nói chung là giúp được bà con thì tất cả nhóm ai cũng vui. Cái
sau khi đóng xong nó thành những cái thùng quà như thế này, chúng tôi sẽ gửi đi. Tức là sau khi mà chúng tôi đóng thành từng cái bao nhỏ thì là chúng tôi sẽ cho vào địa chỉ và gửi đi cho tất cả mọi nhà, và tất cả sẽ được chuyển qua bưu điện. Là vì hiện nay là bà con ở cái phạm vi là xung quanh Nguyên Chèn rất là đông. Đấy, đâm ra là chỉ có cách duy nhất là bà con nào có nhu cầu thì liên lạc với Mai Hoa qua Facebook Bánh Ngọt Mai Hoa để nhận sự tài trợ và món quà của bà con gửi tới mọi người. Như vậy là em có nói gì không? Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các anh chị em tại Nguyên Chèn đã cùng đồng hành với Bánh Ngọt Mai Hoa, từ những nhà hảo tâm quyên góp đồ dùng đến các bạn tình nguyện viên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, Alex Cooter, bye bye.